thằng Ôn này đây rồi. Này, ơi, Cung đình phở Hà Nội bắt to đặc biệt mới. Yêu phim truyền hình nhớ phở cung đình nhé. Thằng kia, đi theo bọn tao đi công an. Ông mày điếc à? Thế bây giờ mày có đi không? Hay ăn cơm tù quen rồi, không sợ nữa hả? Mày mà không đi ấy, thì nôn tiền ăn trộm ra đây. Không là anh em bọn tao đánh cho nát xác rồi đấy. Nghe chưa? Sợ thế anh à? Phang đi. Có bằng chứng không? Mày đừng có mà chối nhá. Này, mày vừa ra trại thì họ nhà tao mất trộm. Buồn cười nhở? Mày điếc à? Anh em! Ô này! Lên! Mấy thằng kia! Đi ra! Làm rồi nhỉ? 3 đến 1, không biết hèn à? Hả? Muốn gì? Muốn gì? Mày nghĩ tao sợ mày à? Bỏ tay xuống. Anh không cần phải sợ, có tôi ở đây bảo vệ anh rồi. Tôi bảo công an rồi. Muốn gì? Muốn gì? Đánh nè, con gái này, đánh nè. Đánh thử một cái xem. Sợ tôi ngay. Anh Nam! Anh Nam! Anh! Bắt theo chúng nó đi ạ. Yêu cầu tất cả mọi người về trụ sở làm việc. Đông, đưa họ về. Đó. Yêu cầu các anh theo tôi. Anh hiểu. Cả cô nữa. Sao lại cả em? Cô ấy có làm cái gì đâu. Chỉ đi ngang qua giúp tôi thôi mà. Cô cứ đi cùng đi. Chúng tôi cần làm rõ sự việc. Mời ba anh vào đây. Đi, anh, theo tôi. Đúng là ông trời có mắt. Những cái loại người xấu xa như thế này mà bắt hết lại. Bà nói đúng. Những cái hạng người xấu xa thì đang đứng ở đây này. Còn anh Hiếu, anh ấy là người tốt. Anh Hiếu mà không tự bảo vệ bản thân mình, chắc là no đòn với đám cháu chắt của bà rồi đấy. Ơ, cái con danh con này. Mày là con cái nhà ai mà dám ăn nói bố láo với tao như thế? Mày muốn cái gì? Hả? Mà cái thằng kia nữa, mày cũng dở hơi lắm cơ. Đi tù từng ấy năm rồi mà chưa sáng mắt ra. Ít nhiều ấy thì cũng phải thương bà mày một tí chứ. Đằng này, mà tao nói cho mày biết nhá. Ở cái làng này ấy, hễ cứ xảy ra chuyện gì, không mày làm thì ai làm? Đừng có đặt điều. Tao không đặt điều, mà tao nói đúng. Đề nghị cô giữ trật tự. Anh Hiếu, anh vào đây. Cô Hoài, mời cô vào đây. Đấy, bênh nhau đi. Bênh nhau nữa đi. Nếu biết ngủ mà cũng phải live stream up lên mạng, tôi cũng làm. Chúng tôi chỉ muốn anh khẳng định tối qua anh có ở nhà và có người làm chứng. Có bà tôi đây. Như vậy không thể coi là có chứng cứ ngoại phạm được. Anh có gì khác để chứng minh không? Tôi có làm cái gì sai mà phải chứng minh? Tôi muốn sống yên ổn không được à? Anh không cần phải căng thẳng. Anh đọc rồi ký vào biên bản và có thể về. Nếu cần chúng tôi sẽ gọi anh sau. Anh Hiếu, tôi vừa khai hết trong kia rồi. Tôi mới nói chuyện với bà của anh. Nhưng tôi không làm cái gì phạm pháp cả. Chúng nó gây sự với tôi trước. Tôi không nói anh phạm pháp. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh về hành vi của mình. Anh vừa mới ra trại, đừng liên quan tới những sự việc không đáng có. Đừng vì một phút hành động thiếu suy nghĩ mà phải trả giá. Anh có nhiều sự lựa chọn mà. Tôi biết. Nhưng tôi không lấy cái gì của nhà họ Vũ cả. Để yên cho bà cháu tôi sống đi. Thôi, anh về đi. Nói chuyện với anh sau. Cô cần gì cứ nhắn, tôi chuyển lời cho. Nhắn còn nói chuyện gì nữa? Em muốn gặp trực tiếp anh nào của em cổ. Không phải là tôi đúng không? Tốt quá, tôi đi nhá. Từ từ. Ôi. Cái gì đấy? Đợi em tí. Anh đưa anh Nam giúp em nhá. Ấy, không được.
anh Nam có ăn chiết rồi, chúng tôi không được nhận. Cô cầm về cho nhá. Thì anh cứ cầm đi. Tôi không được nhận thật, cô cầm về cho. Thì anh cứ cầm đi. Ủa, tôi không được nhận. Em trứng, trứng đây. Ui, cứ đẩy qua đẩy lại thế. Rồi cái Toàn, ai đến? Tôi biết hầu hết dân làng và cả công an các anh nữa sẽ rất khó để có thể đặt niềm tin vào một người từng lầm lỡ. Đó là định kiến. Cũng như tôi, nếu tôi không làm ở trạm y tế xã, chắc gì dân làng đã nói với tôi nửa câu. Mặc định trong đầu họ là ghét mẹ tôi, thì đương nhiên con gái của bà cũng bị ghét. Nhưng mà có bao giờ anh nghĩ thành kiến cũng như một ly nước đầy, chỉ khi chúng ta chịu gạn bỏ bớt thì mới có thể tiếp nhận được một lượng nước mới tương ứng với những tư tưởng mới mà thôi. Tôi cần anh trả lời thẳng thắn tôi. Vào đêm nhà thờ họ Vũ xảy ra vụ trộm, anh đã ở đâu? Xã Tân Xuân này, trước đây nhà nọ sang nhà kia, tình làng nghĩa xóm ấm áp, cởi mở lắm. Ấy vậy mà, từ ngày bán được đất, thì so đo tị nạnh, hơn thua nhau từng tí một, tình cảm mất hết cả. Đã đứng ra! Những đơn thư này đã được xác minh, việc tố cáo là không đúng, chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Em hiểu rồi ạ, em sẽ về Tân Xuân. Bây giờ công an chính quy người ta về xã làm việc rồi, không ào uông như ngày xưa đâu. Các chú từ nơi khác đến không thể áp đặt luật và lệ làng. Căn bản chẳng có ai muốn gặp mấy anh công an đâu, hãi lắm. Mấy chị mày vi phạm á, hơi bị khó đấy. Gặp đấy còn gì, chờ chết lòn nữa. Quan trọng nhất là phải gần dân có được cái tình xử lý mọi công việc nó mới dễ.